Từ vi cung cự giải năm 2025 bước đột phá lớn trong cuộc sống và sự nghiệp. Năm 2025 hứa hẹn là một năm đầy biến động và cơ hội cho cung Cự Giải. Với tính cách nhạy cảm, sâu sắc và luôn chú trọng đến gia đình, tình cảm, Cự Giải sẽ gặp phải những thách thức lớn trong sự nghiệp, tình yêu và tài chính. Tuy nhiên, cũng chính những khó khăn này sẽ giúp bạn trưởng thành và đạt được nhiều thành công nếu biết cách khai thác và tận dụng tối đa những cơ hội xung quanh. Với sự tác động từ các hành tinh chủ chốt như Sao Thổ và Sao Mộc, đây là thời điểm bạn cần phải điều chỉnh cảm xúc và chuẩn bị tinh thần cho một hành trình đầy cảm xúc và cơ hội. Tử vi cung cự giải năm 2025 sẽ mang lại cho bạn cái nhìn rõ ràng hơn về những gì bạn có thể đạt được, từ sự nghiệp đến cuộc sống cá nhân. Tử vi cự giải 2025 sự nghiệp và công việc. Năm 2025, cung cự giải sẽ chứng kiến những thay đổi tích cực trong sự nghiệp. Đây là thời điểm mà bạn có cơ hội để thể hiện khả năng và sự sáng tạo của mình. Đối với những ai đang làm việc trong các ngành như nghệ thuật, truyền thông hoặc lĩnh vực sáng tạo, năm 2025 sẽ mang đến nhiều cơ hội thăng tiến và các dự án mới mẻ. Nhờ vào sự hỗ trợ từ sao Mộc, những cự giải có đam mê với công việc của mình sẽ dễ dàng tìm thấy con đường để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Bạn sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên và có thể đạt được những mục tiêu quan trọng. Nếu đang tìm kiếm cơ hội mới hoặc muốn thay đổi công việc, đây là thời điểm tuyệt vời để bạn thử sức. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều suôn sẻ sự xuất hiện của sao thổ cũng có thể mang lại những thử thách trong công việc. Áp lực từ cấp trên, sự cạnh tranh từ đồng nghiệp và khối lượng công việc gia tăng có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Để vượt qua những khó khăn này, bạn cần học cách quản lý thời gian, kiểm soát cảm xúc và xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Dù có những thách thức, đây vẫn là một năm mà bạn có thể tiến xa trong sự nghiệp nếu bạn biết cách tận dụng cơ hội và kiên trì với mục tiêu của mình. Tài chính cự giải năm 2025 cơ hội và rủi ro về mặt tài chính, cự giải sẽ gặp nhiều cơ hội lớn trong năm 2025. Những dự án đầu tư hoặc các cơ hội kinh doanh mới sẽ đến với bạn, mang lại tiềm năng gia tăng tài sản. Nếu bạn đang có ý định đầu tư vào bất động sản hoặc chứng khoán, năm nay là thời điểm thuận lợi để bắt đầu. Sự hỗ trợ từ sao Mộc sẽ giúp bạn dễ dàng đạt được những mục tiêu tài chính. Bạn có thể nhận được những khoản lợi nhuận đáng kể từ các dự án đã đầu tư trước đó hoặc có cơ hội mở rộng kinh doanh và tăng nguồn thu nhập. Tuy nhiên, Thành công tài chính cũng đi kèm với những rủi ro nhất định. Với sự hiện diện của sao Thổ, cự giải cần phải cẩn trọng trong việc quản lý tiền bạc. Những khoản đầu tư lớn hoặc quyết định tài chính sai lầm có thể dẫn đến thất thoát tiền bạc. Để tránh rủi ro, bạn nên lập kế hoạch chi tiết, tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm và không nên quá vội vàng trong các quyết định tài chính lớn. Hãy đảm bảo rằng bạn có một khoản tiết kiệm dự phòng để đối phó với những tình huống không lường trước trong năm nay. Tình cảm của cự giải năm 2025 sóng gió và cơ hội mới. Tình cảm của cự giải trong năm 2025 sẽ có nhiều biến động. Những bạn đang độc thân sẽ gặp nhiều cơ hội để bắt đầu một mối quan hệ mới. Sự tác động của sao Kim sẽ giúp bạn dễ dàng thu hút sự chú ý từ người khác giới, mang lại những cuộc gặp gỡ thú vị và hứa hẹn. Tuy nhiên, những mối quan hệ này có thể không bền vững nếu bạn không kiểm soát được cảm xúc và quá vội vàng trong việc tiến tới. Cự giải cần phải học cách lắng nghe hiểu biết đối phương trước khi quyết định bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Đừng để những cảm xúc bộc phát làm ảnh hưởng đến quyết định quan trọng trong tình yêu. Đối với những cự giải đã có đôi, năm 2025 sẽ là thời điểm bạn cần phải chú ý hơn đến mối quan hệ của mình. Sự tác động của sao thủy có thể dẫn đến những bất đồng trong quan điểm sống, tạo ra một số căng thẳng không đáng có trong tình yêu. Để giữ vững mối quan hệ, bạn cần học cách giao tiếp tốt hơn và dành thời gian để hiểu nhau. Gia đình và bạn bè cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong năm nay. Bạn có thể cảm thấy áp lực từ công việc hoặc tài chính, nhưng hãy dành thời gian để chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người thân yêu. Mối quan hệ gia đình và bạn bè sẽ là nguồn cảm hứng và động lực giúp bạn vượt qua khó khăn. Sức khỏe của cự giải năm 2025 tinh thần và thể chất. Về mặt sức khỏe, cự giải cần chú ý hơn đến việc chăm sóc bản thân trong năm 2025. Với những áp lực từ công việc và cuộc sống cá nhân, bạn có thể dễ bị mệt mỏi, căng thẳng. Để duy trì sức khỏe tốt bạn cần phải xây dựng một lối sống lành mạnh với chế độ ăn uống cân đối và thói quen tập thể dục đều đặn. Hệ tiêu hóa và hệ thần kinh là hai khía cạnh bạn cần chú ý đặc biệt. Căng thẳng và lo âu có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa hoặc làm cho giấc ngủ của bạn không được ổn định. Việc tập luyện các hoạt động thể dục như yoga, thiền sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng này. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý đến sức khỏe tinh thần. Năm 2025 có thể là một năm đầy cảm xúc đối với cự giải và nếu không biết cách quản lý bạn có thể rơi vào trạng thái lo âu hoặc căng thẳng. Hãy tạo cho mình những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn để duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Phong thủy và vận may cho cự giải năm 2025. Phong thủy là yếu tố quan trọng mà cự giải có thể áp dụng để thu hút may mắn và thành công trong năm 2025. Màu sắc may mắn cho bạn trong năm nay là màu xanh lam và màu trắng, hai màu này sẽ mang lại sự bình yên và cảm giác thư thái trong cuộc sống. Hãy sử dụng chúng trong trang phục hoặc trang trí nhà cửa để tăng cường năng lượng tích cực. Hướng tốt cho bạn là hướng đông bắc và tây nam, hãy cân nhắc đặt bàn làm việc hoặc giường ngủ theo hướng này để thu hút sự may mắn và thịnh vượng. Vật phẩm phong thủy như đá thạch anh xanh, cây xanh hoặc các vật phẩm mang ý nghĩa bảo vệ cũng sẽ giúp bạn cảm thấy an toàn và thu hút năng lượng tốt. Lời kết cự giải năm 2025, cơ hội và thách thức. Tử vi cự giải năm 2025 là một bức tranh đầy màu sắc với cả cơ hội và thách thức. Bạn sẽ gặp nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, tài chính và mở rộng các mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, để thành công, bạn cần phải học cách quản lý thời gian, giữ vững tinh thần và tận dụng những cơ hội đến với mình. Đừng để những thách thức làm bạn nản lòng, hãy tự tin và luôn sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ. Năm 2025 sẽ là một năm tuyệt vời để bạn khám phá bản thân, phát triển tiềm năng và đạt được những thành công mà bạn mong đợi. Chỉ cần kiên trì và không ngừng cố gắng, tương lai sẽ rộng mở đối với bạn.